Ok anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Zephyr theo yêu cầu của bạn Bảo Bánh Bao này, 2K6 này. Hôm nay mình sẽ không theo thiên hướng là tanker mà sẽ theo thiên hướng là full dam nha các bạn nhé. Các bạn cùng theo dõi và trải nghiệm Zephyr full dam cùng mình nhé. Đầu tiên mình cộng chiêu 2 trước để farm quái. Mình farm, cố gắng farm nhanh để ra ganh đường rồng này. Giới thiệu sơ qua về bộ kỹ năng của con Zephyr này là chiêu 1 lướt về một hướng chỉ định gây đánh thường gây ra một lượng sát thương. Chiêu 2 của nó là xỉa vào tướng hoặc là quái sẽ giúp bản thân hồi máu, chúng nó mới được hồi máu. Còn chiêu 3 là tập kích từ trên không xuống và gây ra một lượng sát thương cùng nội tại rền vang, là lúc đấy sẽ được cộng công phép hay sao ấy. Sẽ gây ra sát thương phép, đúng rồi. Rồi bây giờ quay trở lại với trận đấu của mình nhé. Thấy AD bạn điều máu thì mình chờ rồng còn 24 giây nó mới ra. FP để nó lên cao cái đánh được này. À, Liana chưa level 4 này, tập tung lại chẹt lên bạn. Combo của con Zephyr này cũng cơ bản là chiêu cuối xong xỉa chiêu 2 xong dùng, còn chiêu 1 dùng để đuổi theo nhé. Combo cơ bản thì là 3 2 1 3 2 1. Nếu mà đuổi theo mục tiêu thì chiêu 1 xong ulti xong xỉa chiêu 2 nó chắc nó vừa hồi chiêu 1. Mua mù cay lắm đấy. Thôi lại quay trở lại vào vòng rừng của mình đây. Thấy ở trên kia mới gần ra yếu máu này, chắc bạn đang ăn con bướm ở kia hay gì. Sang ngay à, đây rồi. Thôi thì mình ăn vậy. Để tên tên này cho top nhé. Tí nữa bạn ấy lại kêu rồi, sao rừng lại farm hết tên top của tôi. Tí nữa bạn ấy lại nổi máu trẻ trâu lên phá game thì bỏ mẹ. Mình gặp rất nhiều trường hợp như thế nhé. Mình farm đúng có một con quái ở top hoặc ở mid thôi, cuối cùng nó vào ăn bùa đỏ với bùa xanh của mình. Cuối cùng là xanh mình thọt luôn. Lỗ, vẫn bị lỗ ạ. Đây, Tiana chờ ganh chắn ở đây rồi. Đấy, kill đây chứ đâu, một hồi máu này, à, rỉa chiêu 2 là hồi máu. Murat ở trên kia, Murat nó mất chiêu cuối này. Chat, ôi vẫn chạy được, nó hồi chiêu 1 vậy. Xin tạm con blue nhá. Ơ không ăn à? Thế mình ăn. Định nhường cho mid con blue nhưng mid không muốn. Thôi xong mình rồi. Này. Chat. Thôi xong mình rồi. Hên quá. Phải để mid ulti chuẩn. AD trận này bắn đạn thần quang rất là chuẩn nhá. Đây, con bùa được xanh thì còn nguyên này. Ở trên kia bạn Joka đánh khá là hay, ép cho đường tốt nát rồi nha. Chắc không ai, chắc phải ăn kinh công rồi. À, ở đây mà nguyên thế này. Murat này cho nó hết chiêu đây này. Và đấy vừa hết chiêu luôn, xẹt lên bảng như trong sách giáo khoa luôn này.
em bạn có kiểu như chửi nhau rồi. Trận này nếu cứ tình hình như thế này là chắc không phun được đồ nữa anh em. Mình lên chưa lên đồ dừng luôn một combo này, được chưa? Khi nào yếu máu vào rừng xong chọc mấy cái chiêu hai xong là lại hồi đầy gây máu luôn. Nó rát nó ở đâu đây? Đây à? Và giật bóng về này. Thôi không ăn nữa. Zuka combo chạy khá là nhanh nha. Lan rộng, rồi xong rồi, lan tấn công xong rồi. Phải ăn này, ăn này. Mượn ra đâu quá anh em ạ. Xin tặng bùa đỏ này. Ơ, con tiêu hụt đây này. Ôi, pin yếu. Phải ăn được mạng đấy này. Không phải lên bảng. Chọc xoẹt 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 cái lại thấy hồi nửa cây máu thôi. Được cái chiêu con này hồi rất nhanh nhưng mà tốn mana, phải có bùa xanh. Bùa xanh mới đầy đủ mana. Hồi chiêu. Ơ, hụt rồi, sao xong rồi. May quá nhỉ. Gidu đuổi theo này, né luôn này. Các bạn đối đầu với Gidu, các bạn đừng có chạy thẳng. Một là chạy ngang, hai là chạy ngang, chạy ngang. Cứ chạy ngang cái chiêu của nó là được, đừng có chạy thẳng. Chạy thẳng Gidu full chiêu 2 chết luôn. Đấy ở mid này. Chết, không chết được nó kìa. Thần thánh rồi. Ở phút thứ 9 mà ăn 7 mạng. Hỗ trợ 3. Lên bảng không. Sức mạnh quá kinh khủng lên từ Jeffy. Xin tạm với chủ. Trận này tem bạn bị ép rồi. Chắc không lật kèo chứ. Mình đánh Jeffy nhiều rồi, toàn cuối game lại bị nó lật kèo. Kiểu như mình lên lên đam, không phải lên tay. Ủa, tường này dày phết nhỉ. Có tường rất là mỏng là qua được, tường dày không qua được. Trang bị và bảng gọc mình để dưới phần mô tả ở video nha các bạn. Các bạn cùng ấn xuống chỗ phần mô tả để xem nhé. Phút thứ 11 rồi. Farm rồi đi đây. Thấy tem nó yếu máu rồi. Mù yếu máu rồi này. Với chat. Một bạn, hai bạn, chat. Ba bạn. Lên bảng, điểm số. Liệu Mega được không ta? Này. Vô rát giật bóng về đây. Giật bóng đi bạn. Chat. Ô, xong rồi. Ôi, lỗi anh em ạ, tham mạng quá. À đây mình bắn khá đâu. Lên được cái nanh rồi này. Lên nốt cái giáp hồi sinh. Rồi mất giáp hồi sinh thì mình sẽ lên liềm.
liềm hoặc có quả cầu băng xương. Về bóng hoặc không về luôn. Chạy đầu bạn ơi. Xoẹt 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 xoẹt. Quá ghê gớm. Sao lại thả mid? Thả đường dưới kia ép 3 đường cũng được mà. Chúng à. Ôi chú, ôi chú. Tí mà đi anh em ạ. Trận đấy nếu lúc này nếu lên tanh thì chắc quả đấy mình ở lại chơi luôn à. Mà mình lên đam máu mỏng quá. Hút tạm máu ra. Lên đẩy 3 đường. Ôi. Chắc video mình kết thúc tại đây thôi nhé. À còn à. Chắc video mình kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Đây là bộ trang bị của mình nhé.